tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, một vật thể lạ khối sắt hình trụ dài khoảng 20 mét, nặng khoảng 10 tấn, được phát hiện tại bờ biển xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Đến nay, vật thể lạ vẫn chưa được cơ quan chức năng có phương án giải quyết. Theo ông Bùi Đình Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, địa phương không rõ đây là vật thể gì, chính quyền địa phương đã làm văn bản đề nghị cơ quan chức năng xử lý. Thời gian qua, vật thể này vẫn nằm tại vị trí bờ biển, bị cát phủ lấp một phần. Ông Bùi Đình Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Hải thông tin thêm. Chúng tôi mong có phương án giải quyết sớm, lo ngại ngư dân ra biển đánh bắt vào buổi đêm, bất cẩn dẫn đến tai nạn. Suốt gần 9 tháng qua, địa phương đang đợi quyết định của cấp trên về việc xử lý vật thể lạ trôi dạt vào bờ biển địa phương. Theo đó, ngày 17 tháng 1, người dân phát hiện một vật thể lạ dài khoảng 20 mét, nặng khoảng 10 tấn trôi dạt vào bờ biển thuộc thôn Thượng Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Theo ghi nhận, vật thể lạ này là một khối sắt khủng nằm theo chiều dọc bãi biển. Bên ngoài khối sắt hình trụ được sơn màu xanh, bên trong rỗng được hàn kín hai đầu với chiều dài khoảng 20 mét, đường kính khoảng 0,7 mét, nặng 10 tấn. Theo một số ngư dân địa phương, nhiều tháng nay đã thấy khối sắt này trôi dạt tự do vào bờ biển của thôn nhưng không ai biết rõ nguồn gốc từ đâu, công năng sử dụng như thế nào. Do khối sắt quá lớn và một phần đã nằm sâu dưới cát nên không thể dịch chuyển. Đặc biệt, nhiều đoạn sắt nhô lên trên mặt cát tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người dân, nhất là khi điều khiển các phương tiện qua lại khu vực. Để tìm cách xử lý vật thể đó, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Hà cũng vừa có văn bản gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để xin ý kiến giải quyết. Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Hà cũng đã giao cho các phòng ngành chuyên môn kiểm tra và xác định vật thể là tài sản chìm đắm, không phải tài sản liên quan đến an ninh quốc phòng, di sản văn hóa hoặc tài sản chìm đắm nguy hiểm. Đồng thời, Công an huyện Thạch Hà đã thông tin đến các đơn vị địa phương có liên quan để xác định chủ sở hữu. Tuy nhiên, đến nay, ngành chức năng vẫn chưa xác định được chủ sở hữu cũng như nguồn gốc xuất xứ công năng của vật thể trôi dạt vào bờ biển địa phương. Trước thực tế đó, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Hà đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các sở ngành đơn vị có liên quan tham mưu xử lý tài sản trôi dạt vào bờ biển địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 23 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản giao Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Sở Ngành Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị địa phương liên quan để kiểm tra đề xuất xử lý tài sản chìm đắm trôi dạt vào bờ biển xã Thạch Hải. Theo đó, Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh được giao chủ trì phối hợp với Sở Ngành Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị địa phương liên quan soát xét kiểm tra cụ thể nội dung đề nghị. Từ đó, Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh căn cứ quy định liên quan tham mưu phương án giải quyết theo đúng thẩm quyền trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 5 tháng 10. Trên mạng xã hội đang xôn xao video ghi lại cảnh chiếc ô tô 5 chỗ tông hàng loạt phương tiện trên quốc lộ 22 đoạn qua địa bàn xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc ô tô điên chỉ dừng lại khi tông vào giải phân cách và công an ập vào khống chế. Theo hình ảnh trong video, chiếc xe ô tô 5 chỗ màu đỏ, biển kiểm soát 51K61217 liên tục chạy lùi rồi tiến về phía trước và tông loạn xạ vào hàng loạt xe tải, xe khách trên đường. Cuối cùng, chiếc ô tô này tông vào giải phân cách cứng giữa đường rồi tài xế đẩy cửa ô tô bỏ chạy. Cùng thời điểm này, nhiều người trong đó có lực lượng công an áp sát để khống chế những người ngồi bên trong. Qua xác minh, đây là chuyên án của Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh trong việc phá đường dây buôn bán vận chuyển thuốc lá lậu từ Tây Ninh lên thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ tối ngày 26 tháng 9, ô tô chở khoảng 600 cây thuốc lá lậu, cố ý tông va để tẩu thoát, làm hư khoảng 3 phương tiện trên quốc lộ 22. Tài xế sau đó tung cửa tẩu thoát, người đi chung trong ô tô bị tạm giữ. Hiện Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đang đấu tranh lấy lời khai với người đi cùng tài xế xe ô tô 5 chỗ biển kiểm soát 51K61217 để phục vụ điều tra truy xét. Điều tra vụ nam thanh niên ngáo đá gây tai nạn giao thông làm 7 người thương vong.
Công an thành phố Cần Thơ đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra vụ nam thanh niên lái xe tải tông hai người tử vong trên quốc lộ 91 xảy ra vào trưa ngày 26 tháng 9. Thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 20 phút ngày 26 tháng 9, Công an thành phố Cần Thơ nhận được tin báo đối tượng Tống Văn Hoàng Tuấn, sinh năm 1993, trú tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Sau khi sử dụng ma túy đã lái xe tải biển kiểm soát 84C04469 chạy tốc độ cao trên quốc lộ 91 hướng từ quận Bình Thủy đi các quận Ô Môn, Thốt Nốt. Nhận được tin báo, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ lập tức chỉ đạo các lực lượng tổ chức truy bắt đối tượng. Quá trình di chuyển, đối tượng Tống Văn Hoàng Tuấn lái ô tô tải chạy nhanh lấn làn. Người dân thấy bất thường đã báo ngay cho lực lượng công an truy đuổi. Khi đến đoạn thuộc phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, Tống Văn Hoàng Tuấn tông vào hai xe máy chạy cùng chiều, làm hai người bị thương. Đối tượng tiếp tục điều khiển xe chạy tiếp đến phường Long Hưng, quận Ô Môn thì tông vào một xe máy đi ngược chiều do một nam thanh niên 34 tuổi điều khiển rồi kéo lê xe này, đụng vào một xe khác do một người đàn ông 54 tuổi cầm lái. Vụ tai nạn khiến thanh niên 34 tuổi tử vong. Chưa dừng lại, đối tượng Tống Văn Hoàng Tuấn còn tiếp tục lái xe tải chạy đến trung tâm quận Thốt Nốt, cách điểm khởi đầu là khu công nghiệp Trà Nóc gần 35 km mới quay xe trở lại. Trên đường về, đối tượng Tống Văn Hoàng Tuấn tiếp tục gây ra nhiều vụ va chạm, làm hư hỏng 4 xe máy, 3 ô tô tải và 3 ô tô con, làm bị thương thêm nhiều người và thêm một người khác tử vong. Quá trình đối tượng gây náo loạn trên quốc lộ 91 được nhiều người dân dùng điện thoại quay phim lại. Người dân cũng hỗ trợ lực lượng công an truy đuổi Tuấn. Khi xe tải do Tuấn cầm lái chạy về đến ngã ba trước cổng khu công nghiệp Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ thì tông vào trụ đèn nằm trên giải phân cách, làm sập trụ đèn, kéo lê đi khoảng 20m rồi tông tiếp một xe tải khác mới dừng lại. Lực lượng công an tại hiện trường lập tức nổ súng khống chế Tuấn trong tình trạng không tỉnh táo. Qua kiểm tra, đối tượng Tống Văn Hoàng Tuấn dương tính với ma túy. Tổng quãng đường, Tuấn lái xe khoảng 70 km. Tổng cộng Tống Văn Hoàng Tuấn đã gây ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người tử vong và 5 người bị thương. Có 7 ô tô, trong đó 3 ô tô tải, 4 ô tô con và 6 xe máy bị hư hỏng. Hiện Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận có liên quan khám nghiệm hiện trường và xác minh điều tra xử lý theo quy định. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công chuyên án tàng trữ, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 8 đối tượng có liên quan. Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá thành công chuyên án tàng trữ, mua bán, vận chuyển và tổ chức trái phép chất ma túy có tính chất phức tạp, hoạt động liên tỉnh do Đỗ Hoàng Hiệp, tức Hiệp Máu, sinh năm 1989, thường trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, hiện đang ở tại số nhà 71 Trịnh Khả, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cầm đầu. Hiệp Máu là đối tượng hình sự cộng cán đã có một tiền án về tội người. Ngoài Hiệp Máu, cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến đường dây gồm Nguyễn Hải Long, tức Long Tròn, Long Máy Chém, sinh năm 1969, thường trú tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đối tượng hình sự cộng cán trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có 7 tiền án về các tội người, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Nguyễn Hải Long còn được biết đến là em trai ruột của Nguyễn Tuấn Hải, tức Hải Bánh, một trong những ông trùm giang hồ nổi tiếng đất Bắc. Lê Quang Hoàn, tức Hoàn Gấu, sinh năm 1993, trú tại thành phố Thanh Hóa, là đối tượng cộng cán chuyên hoạt động cho vay, bảo kê, đòi nợ. Phạm Bá Đại, sinh năm 1994, trú tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Phạm Thị Yến, sinh năm 1998, ở phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nguyễn Thị Lan Hương, tức Hương Mạch, sinh năm 1986, trú tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đặng Mỹ Vân, sinh năm 1995, trú tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, và Nguyễn Anh Duy, sinh năm 1996, trú tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện trên địa bàn thành phố Thanh Hóa nổi lên một nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép ma túy tổng hợp hoạt động liên tỉnh, nên đã lập án đấu tranh, xử lý triệt để các đối tượng trong đường dây này.
Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thanh Hóa, Công an phường Đông Sơn thành phố Thanh Hóa bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Yến đang tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ 1,882 gam ma túy. Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, lực lượng công an đã bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hiệp Máu và Long Tròn, qua đó đã thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, nước vui và 75 viên đạn. Quá trình điều tra, bước đầu xác định đây là đường dây tàng trữ mua bán vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có tổ chức, tính chất phức tạp, phạm vi hoạt động liên tỉnh với nhiều đối tượng hình sự cộm cán. Trong đó Đỗ Hoàng Hiệp là đối tượng cầm đầu, chỉ đạo Phạm Thị Yến liên hệ, móc nối và giao dịch mua bán các loại ma túy tổng hợp như ketamin, thuốc lắc, nước vui với đối tượng Đặng Mỹ Vân ở Hà Nội. Sau đó đưa về Thanh Hóa để tiêu thụ và cung cấp ma túy cho các đối tượng của Hiệp Máu và Hoàn Gấu để sử dụng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 8 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.